bài tập lắng nghe. Cô muốn các bạn cùng nhìn lên màn hình thực hiện cho cô một cái yêu cầu nhỏ nhỏ sau nhé. Các em hãy quan sát và mô tả lại nội dung của bức tranh này. Theo cô, trong bức tranh này có một vị quan đang ngồi xét xử một vụ án, có những người lính đứng xung quanh, có hai người đàn bà đang đến nhờ quan xét xử và có những người dân đến xem vụ án này. Vậy vị quan này là ai? Ông đang xét xử vụ án như thế nào? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Phân xử tài tình theo tác giả Nguyễn Đồng Chi nhé. Cô mời các bạn dọn sách giáo khoa ra trang 46, theo dõi cô đọc và cho biết bài này chúng ta có thể chia thành mấy đoạn nhé. Phân xử tài tình. Xưa có một vị quan án rất tài, vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm có hai người đàn bà đến công đường, một người miếu máu. Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải bảo là của mình. Người kia cũng rưng rưng nước mắt. Tấm vải là của con, bà này lấy trộm. Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửa như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôm bụng bảo: hai người đều có lý nên ta xử thế này, tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa. Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức quan bảo đưa cả tấm vải cho người này, rồi thét chói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội. Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa, sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ biệt lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm, mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ. Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. Theo Nguyễn Đồng Chi. Các bạn vừa theo dõi cô đọc bài tập đọc. Vậy thì trong bài này có những từ như quan án, có nghĩa là chức quan thời xưa chuyên lo việc điều tra xét xử. Vãn cảnh, đến ngắm cảnh đẹp. Bây giờ các bạn nào có thể đặt cho cô một câu có từ vãn cảnh không? Ví dụ như câu của cô này: hôm nay em đi vãn cảnh ở chùa. Biện lễ, lo liệu, sắm sửa lễ vật, sư vãi, những người tu hành trong chùa nói chung, đàn, nền đất bắt cao hoặc đài dựng cao để tế lễ. Đây là hình ảnh đàn, các bạn quan sát. Chạy đàn, nghi lễ chạy quanh đàn cúng. Và đây là cái hình ảnh thực sự đang làm cái nghi lễ chạy đàn. Vậy, sau khi nghe cô đọc thì các bạn cho cô biết bài này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn nhỉ? Bài này chúng ta có thể chia thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến bà này lấy trộm. Đoạn 2, từ đòi người làm chứng cho đến cúi đầu nhận tội. Đoạn 3, từ lần khác cho đến đành nhận tội. Và đoạn chúng ta vừa chia đoạn xong bài tập lần này. Vậy thì cô trò chúng ta sẽ cùng bước vào phần luyện đọc nhé. Trong bài này cô thấy có những từ các bạn hay đọc sai, ví dụ như mếu máo, rưng rưng, khung cử, vãn cảnh, sư vãi, này, mếu máo, rưng rưng, khung.
có những câu dài các bạn lưu ý cách nhắc nghỉ. Ví dụ, lập tức quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét chói người kia lại. Ở bài này chúng ta nhắc như sau. Các bạn hãy nghe cô đọc lại nhé. Lập tức quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét chói người kia lại. Vậy thì ở trong bài này chúng ta sẽ đọc với giọng như thế nào? Đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện niềm khâm phục, trí thông minh, tài sự kiện của viên quan án. Giọng của người dẫn chuyện, chúng ta cần đọc rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục, trân trọng. Lời của hai người đàn bà thì giọng mếu máo, ấm ức, đau khổ. Lời của quan án ôn tồn và lãnh đạo uy nghiêm. Bây giờ các bạn cùng theo dõi và nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Phân xử tài tình. Xưa có một vị quan án rất tài, vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm có hai người đàn bà đến công đường, một người mếu máo. Bẩm quan, con mang vải đi chợ. Bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải, bảo là của mình. Người kia cũng rưng rưng nước mắt. Tấm vải là của con, bà này lấy trộm. Đòi người làm chứng nhưng không có. Quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cử như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo: hai người đều có lý nên ta xử thế này. Tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa. Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét chói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội. Lần khác, quan tới vãn cảnh của ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ biệt lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm, mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ. Mới vài vòng chạy đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội, theo Nguyễn Đồng Chi. Cô trò chúng ta vừa xong phần luyện đọc. Bây giờ để tìm hiểu nội dung của bài này, cô muốn các bạn cùng tìm hiểu bộ câu hỏi của cô nhé. Trong quá trình trả lời câu hỏi, có điều gì thắc mắc, các bạn cứ mạnh dạn hoặc trao đổi với cô. Cô đợi các bạn. Chào các bạn.